Xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Ngày hôm nay thì cũng là chiếc ô tô đây, nhưng mà tôi lại không giới thiệu về chiếc ô tô này các bạn nhé, mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe đạp điện trợ lực. Đây, đây là cái hộp chiếc xe đạp điện trợ lực mà tôi sẽ khui nhé. Chiếc xe này là tôi vừa mới hàng, cũng vừa mới về thôi. Là bây giờ tôi sẽ bắt đầu khui hộp này. Đấy, bắt đầu khui hộp nhá. Một chiếc xe đạp điện trợ lực mới tinh luôn đấy ạ. Đấy, tôi sẽ bắt đầu khui hộp và tôi sẽ lắp ráp nhé. Yên xe này, bàn đạp này, cũng nặng lắm đấy ạ. Đấy, một chiếc xe đạp mới tinh. Xem nào, còn cái gì không? Cái này là chấn bùn sau. Đấy, bắt đầu nha. Đấy, tôi cứ lắp tạm vào đã nhé. Chân trống này, cổ lái này, đấy nó như thế này. Đây là cái pin đây nhá, pin đây, hệ thống pin này, yên xe này. Yên xe này thì chúng ta có thể tùy chỉnh theo cái độ cao thấp nhá. Cái này là cái chắn bùn này, trước sau. Đây. Đấy, chính xác là bao nhiêu này? Chính xác là bao nhiêu này? Đèn này, chắn bùn này, đây là chắn bùn nhé. Đấy, chắn bùn, cái này để tôi lắp sau nhé. Đấy, đầy đủ luôn. Một chiếc xe trợ lực điện.
đây. Đây là bộ bàn đạp này, hai cái bàn đạp này, bộ cà lê để tháo lắp này, ốc vít các thứ đều hết đây nha. Đấy, đây. Cái này là cái sạc, sạc cho ắc quy, dây cắm này, sạc ắc quy. Đấy, đầy đủ hết luôn nhá. Một chiếc xe đạp trợ lực điện rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, và đây là một chiếc xe đạp điện trợ lực mà tôi cũng đã vừa mới lắp hoàn chỉnh rồi quý vị các bạn nhá. Chiếc xe này thì tháo lắp cũng rất là đơn giản thôi, không có gì là khó cả. Đây, với những cái đốt lắp như này đều là những cái khóa này các bạn nhé, tháo ra tháo lắp rất dễ dàng. Đây vậy này, xe đạp điện trợ lực gấp gọn các bạn nhé. Chiếc xe này thì có thể gấp gọn bỏ vào trong cốp xe ô tô được nhá. Đấy, những cái tháo lắp này rất đơn giản thôi, nhìn qua qua cái là cũng có thể lắp được chiếc xe này rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp, một chiếc xe đạp điện trợ lực gấp gọn các bạn nhé. Đây là cái phần khung giữa này, là cái phần pin đây, phần pin của chiếc xe đạp này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Hệ thống là phanh trợ lực dầu, phanh đĩa. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này là mới tinh, tôi vừa với mở hộp đấy ạ. Đấy, rất là đẹp rồi. Đồng hồ hiển thị này, tăng xích này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé.